thi xong, giờ đang ở quê. Thì bữa nay cũng sẽ tranh thủ hướng dẫn mấy bạn một cái link khay. Đó, thì có nhiều bạn trên Facebook có nói với mình là nên hướng dẫn một cái link khay nó hơi khó khó tí, kiểu như là thử thách mấy bạn cho mấy bạn có động lực. Thì bữa nay cũng sẽ hướng dẫn một cái link khay nó hơi hơi căng chút. Thì mấy bạn mà chơi trên 1 năm thì có lẽ là nó sẽ tập cái link khay này nó hơi dễ hơn mấy bạn chơi chưa tới 1 năm. Thì bạn nào chơi chưa tới 1 năm thì cũng nên thử sức mình xem nó như nào, nếu mà được thì cái trình nó sẽ được thúc lên nhanh hơn. Đó thì ok, thì cái link khay hôm nay nó sẽ có dạng như sau. Đó. Đó. Bắt đầu cái link khay chúng ta sẽ có một cái trick cũng khá là đơn giản, đó chính là trạc. Thì cái này mình sẽ không có hướng dẫn lại, tại vì cái này nó là một cái trick cơ bản và bạn nào mà chưa tập được cái này thì có thể lên YouTube để mà kiếm cái clip hướng dẫn tập lại trong mấy cái trick cơ bản. Đó, và trạc chúng ta sẽ làm úp tay như này. Mà chúng ta sẽ lấy một một cái đoạn ngắn như này thôi và chúng ta sẽ chuyển nó qua đây liền, chứ không có kiểu quay 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 như vậy rồi mới chuyển qua. Đẩy một cái lên, chuyển qua đây liền. Đó, các bạn cố gắng quan sát cái tay của mình làm để mà tập cho nó dễ, chứ tả bằng lời viết đoạn văn 180 từ tả thì cái này nhiều khi sợ các bạn không có hình dung ra được. Đó, thì các bạn cố gắng, các bạn nhìn tay của mình cố gắng làm chậm lại cho các bạn dễ nhìn. Đó, đi như này. Và kẹp cây bút lại bằng hai ngón này. Đó, sau đó chúng ta sẽ bắt chéo hai ngón này lại với nhau. Hai ngón này nó đang ở vị trí này, chúng ta sẽ đẩy cái ngón cái xuống và đẩy cái ngón giữa lên như này, bắt chéo lại, chứ đừng có kiểu bắt chéo như thả thả tim thả thính đồ, bắn tim đồ thì không phải. Đó, thì chúng ta sẽ bắt chéo lại như này. Đó, và sẽ hất nó lên và kẹp nó lại bằng hai ngón này. Tiếng gì chà chà chà. Đó, bắt chéo lại bằng hai ngón này và sau đó chúng ta sẽ xoay đo qua. Đó, xoay đo lên đây như này. Đó, thì cái này mình cũng không biết đó là xoay đo ngược hay là xoay đo thường, thì mình sẽ để cái link hướng dẫn ở cái phần mô tả clip mình, thì các bạn có thể kéo xuống để mà bấm vô cái link hướng dẫn để mà biết đó là xoay đo gì. Còn nếu mà không muốn bấm vô thì các bạn có thể tập trực tiếp qua cái clip này của mình, và chúng ta sẽ rút cái ngón trỏ lại đặt lên trên cái thân bút. Đó, rút cái ngón trỏ lại, các bạn cứ hình dung ở trên đây đang có một cái cây bút nằm ở trên như này. Đó, thì các bạn sẽ rút cái ngón này lại và các bạn đặt lên trên này. Đó, thì nó sẽ đi như này, nó sẽ đi như này. Đó, rút ngón trỏ lại đặt lên trên đây và sau đó chúng ta sẽ bắt qua như này, bắt qua. Đó, thì toàn bộ mấy cái trick này mình sẽ để cái phần mô tả clip mình hết, thì các bạn có thể kéo xuống để mà tập từng cái cho nó dễ. Nếu mà các bạn chưa làm được tất cả những cái trick này thì các bạn có thể tập từng cái cho nó dễ. Đó, bắt qua như này. Đó, và ghép toàn bộ cái link khay lại, nó sẽ được cái dạng như sau, nó sẽ được như sau. Đó, đó, và lên combo nó sẽ như này. Đó, và quay quay một cái gì đó, sau đó các bạn sẽ kết thúc combo. Đó, và cái link khay hôm nay đến đây là kết thúc. Và nếu mà thấy hay thì có thể like, share và subscribe channel của mình để mà có thể theo dõi thêm nhiều cái clip mới của mình nữa. Và ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chia. Yeah.